Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với game Diablo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cách build cho Fist of Heaven Paladin. Đây là cách build mới nổi lên trong cái bản cập nhật 2.4. Đây là một cách build cực kỳ mạnh mẽ trong việc kiểm soát đám đông, đánh boss và còn trâu nữa, công thủ toàn diện luôn. Không biết cách build này có thể trở thành meta mới trong cái mùa ladder này không? Chúng ta hãy cùng đón xem nha. Bây giờ chúng ta hãy đến với bộ kỹ năng của Paladin. Nhánh Combat Skills là nhánh gây sát thương chính, nhánh Offensive và Defensive sẽ là hai nhánh hỗ trợ cho chúng ta. Ở đầu game các bạn có thể đi theo cái hướng Holy Fire và Zeal, bởi vì khi đi theo cái hướng Holy Bolt ở đầu game á, thì các bạn có thể gặp một ít rắc rối do cái chiêu Holy Bolt này á, sẽ không có gây sát thương lên những con quái vật thuộc cái dạng Animal. Với lại chiêu Holy Fire này vừa được tăng sức mạnh rất mạnh ở đầu game. Nếu mà đi theo hướng Holy Fire thì ở đầu game các bạn nâng như thế nào? Level 2 các bạn nâng một điểm vào Might, Level 3 vào Sacrifice, Level 4, Level 5 vào Resist Fire, Level 6, 7, 8, 9, 10, 11 vào Holy Fire, Level 12 nâng vào Zeal và từ 13 trở lên các bạn có thể nâng hết vào Holy Fire. Sau đó các bạn có thể max cái chiêu Resist Fire và max cái chiêu Zeal. Đó là cách nâng điểm nếu mà đi theo cái hướng Holy Fire ở đầu game. Bây giờ mình sẽ nói về cách nâng điểm cho Fist of Heaven. Ở cái nhánh Combat Skills, chúng ta nâng tối đa hai chiêu Holy Bolt và chiêu Fist of Heaven. Cái chiêu Holy Bolt sẽ gây đam cho quái vật hệ Demon và Undead và hồi máu cho đệ tử của mình. Cái chiêu Fist of Heaven sẽ gây ra sát thương điện cho một mục tiêu đã chọn và tỏa ra những cái tia Holy Bolt cho quái vật xung quanh. Mỗi một con quái vật xung quanh sẽ cho một cái tia Holy Bolt bắn ra từ cái chiêu Fist of Heaven bao gồm mục tiêu đã chọn. Các bạn chỉ cần nâng tối đa hai chiêu này là đủ cái sát thương diệt quái vật rồi. Một cái chiêu khác chúng ta cần sử dụng trong cái nhánh này đó là cái chiêu Smite. Cái chiêu Smite này chúng ta sử dụng để đấu trùm, còn cái chiêu Fist of Heaven chúng ta dùng để dọn quái. Và một chiêu khác chúng ta cần sử dụng nữa là chiêu Holy Shield, một điểm vào Holy Shield. Tiếp theo chúng ta qua cái nhánh Offensive Auras. Cái aura chúng ta cần sử dụng đó chính là cái aura Fanaticism, sẽ tăng tốc độ và sức đánh cho Smite cũng như tốc độ và sức đánh cho đệ tử. Thì cái chiêu Holy Bolt và những cái tia Holy Bolt trong cái chiêu Fist of Heaven sẽ không có gây sát thương lên cái loại quái hay Animal, cho nên các bạn cần một cái aura để tăng sức đánh cho đệ tử và đệ tử sẽ lo những cái con quái vật này. Có nhánh Defensive Auras, chúng ta cần một điểm vào cái chiêu Salvation để tăng kháng phép khi đối đầu với Uber Mephisto. Còn nếu các bạn có sử dụng cái chiêu Redemption thì các bạn cũng có thể đặt một điểm vào đây. Ở đây mình không có sử dụng cho nên mình đặt một điểm vào Salvation thôi nha. Còn bao nhiêu điểm còn lại các bạn đặt vào Holy Shield để tăng Block, tăng Defense và tăng Dam cho cái chiêu Smite nữa. Vậy là xong cách nâng điểm cho Fist of Heaven Paladin. Mời các bạn xem lại. Tiếp theo các bạn cần biết một chút về các loại quái vật trong game. Thì trong game này có 3 loại quái vật: Animals, Demons và Undead. Trong game này thì Animal có 36 loại, Demon có 23 loại và Undead có 13 loại. Thì cái chiêu Fist of Heaven Holy Bolt chỉ gây sát thương trên Demon và Undead, không gây sát thương trên cái loại Animal. Và đây là một số cái loại Animal mà chúng ta thường hay gặp. Đa số là nó nằm ở Arc 1, Arc 2 và Arc 3. Còn Arc 4, Arc 5 thì đa số là Demon và Undead. Các bạn có thể thấy một số loại Animal ở trên màn hình. Bây giờ các bạn hãy cùng mình xem qua một số cái loại Demon và Undead nha. Các bạn có thể thấy trên màn hình. Đây, một số cái loại Demon và Undead có thể xuất hiện ở Arc 4 và 5 là đa số. Vậy là cái chiêu Fist of Heaven này có thể cho các bạn những cái khu vực 85 farm là khác nhau. Những cái khu vực nào có quá nhiều loại Animal thì các bạn hãy tránh cái khu vực đó ra. Dĩ nhiên các bạn có thể sử dụng cái chiêu Smite hay là đệ tử của bạn có thể dọn những cái con quái hệ Animal. Nhưng mà nó cũng giảm tốc độ của bạn đi một phần nào. Cho nên các bạn hãy lựa chọn những cái khu vực farm thích hợp. Bây giờ chúng ta hãy đến với cách mặc đồ. Chúng ta sẽ tập trung vào những cái món đồ cộng Custom Blow, Open Wood và cộng Dam cho cái Dam Smite tốt hơn. Và những cái món đồ cộng Skill cho cái Dam Fist of Heaven tốt hơn. Vũ khí các bạn có thể sử dụng cái cây Rift. Nón các bạn có thể sử dụng G-Face. Áo giáp các bạn sử dụng Enigma. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái áo giáp Fortitude nếu mà các bạn chưa có Enigma. Khiên các bạn có thể sử dụng Spirit hay là cái khiên Zakharum. Găng tay các bạn có thể sử dụng Drago để lấy Life Tap. Các bạn có thể sử dụng cái găng tay Styren để lấy Cursing Blow hay là Laying of Hand để lấy tốc độ đánh. Tùy các bạn ha. Vậy các bạn có thể sử dụng Gore Rider hay là Goblin Toe nếu các bạn muốn Cursing Blow cao hơn. Unit các bạn sử dụng Arachnid Mesh.
Dây chuyền các bạn sử dụng Hylor hay là Mirror cũng được. Nhẫn các bạn sử dụng Ravenfrost và Wedding Band. Charm thì các bạn sử dụng một số cái charm cộng skill, một số cái charm cộng kháng phép như là mình đã có ở đây. Còn đệ tử các bạn sử dụng đệ tử 5 Frenzy với cái vũ khí là Lawbringer và Rift, áo giáp Duress và G-Face gắn một viên charm. Với cái vũ khí Lawbringer các bạn có thể đổi thành một cái vũ khí khác như là cái cây Izurath và cái cây Fury hay là cái cây Breath of the Dying cũng được. Thì các bạn mặc đồ làm sao cho đủ 86 Faster Hit Recovery là cái mức Breakpoint của Paladin. Hoặc Faster Cast Rate các bạn có thể đạt được cái mức 48 hoặc là cái mức Breakpoint cao hơn, đó là 75. Nếu các bạn không mặc Enigma có thể là các bạn đạt được cái mức đó dễ dàng hơn. Và chúng ta còn có 50% Cursing Blow và 30% Open Wound. Bây giờ chúng ta hãy xem một chút về tốc độ Smite của Paladin. Các bạn hãy chọn ở đây là cái cây Faceplate, Smite và cái level của Fanaticism của bạn. Các bạn bấm Show. Thì các bạn cần 6% tốc độ đánh cộng thêm từ cái trang bị khác để có tốc độ Smite tối đa. Mình đã có là 20% tốc độ đánh cộng thêm từ cộng di chuyển ha. Vậy là cái tốc độ smite của mình đã tối đa. Còn nói về cách nâng điểm, các bạn nâng đủ strength để mặc đồ, đủ dex để max block và còn bao nhiêu điểm các bạn dồn vào máu hết. Và cuối cùng là mình sẽ cho các bạn xem sát thương của Holy Bow là bao nhiêu. Thì nó cho là 5.400 cho tới 6.200 magic dam, hồi máu là từ 73 cho tới 150. Và cái sát thương của Fist of Evan là đam điện 1.600 cho tới 1.700, đam Holy Bolt là từ 3.500 cho tới 3.500 luôn. Và đam của đệ tử của mình á là lòng vòng khoảng 1.000, khi mà có Aura Fanaticism sẽ tăng lên thêm nữa. Và bây giờ mình sẽ chạy thử Uber để xem sức mạnh của Fist of Heaven Paladin. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái cổng Uber nha các bạn, để xem Matron's Den Lily. Lại gặp Lily trước, thiệt tình. Thì các bạn có thể coi ở dưới cái thanh máu của những cái con quái vật á, nó có ghi là thuộc dạng Demon Undead. Đó, những con này là thuộc dạng Demon nè, các bạn có thể đánh được nha các bạn. Để xem đánh được mấy con này không, mấy con này thuộc dạng Demon là đánh được luôn nè các bạn. Đó, rất là mạnh luôn, rất là mạnh luôn. Đó, những con chùm nè, cho đệ tử chặt cũng được, các bạn nhảy vào các bạn smite nó cũng được. Đó, nó đánh nó đệ tử ơi. Ừ, khúc này căng vậy, nhiều vậy, nhiều mấy giờ mà. Lily kìa, hốt nó, chạy tí, chạy tí tí nha bạn, chưa gì chết đệ tử không ta. Gặp Lily là chết đệ tử à, tán cái chết đệ tử à, ngộ thì chứ. Các bạn có thể chuyển qua smite mà hốt nó nha, chứ là Fist of Heaven đánh nổi. Fist of Heaven là để dọn quái thôi nha. Yeah, mình đã có Diplo Horn. Khoan, từ từ từ, mình lo Diplo Horn chết như tụi này luôn quá. Rồi, ok, chùm à, đánh đi bà. Mở cổng thứ hai nè là Duro. Duro nhỏ ở đây, không nó luôn, không cần phải suy nghĩ, chặt nó đi tử ơi, chặt nó. Ồ, quá nhanh, quá nguy hiểm. Là thêm được cái con mắt nữa. Vậy thôi, vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cổng thứ ba là Izuo. Ok, đây là cổng Izuo. Đây, những con này mình đánh được nè, những con này thuộc dạng Demon nè. Đó, Demon hết nha các bạn. Đó, Demon hết nha các bạn. Hộp nó. Đệ tử ơi, mấy này đi mình luôn, mấy nhóc nhóc này đi mình luôn nè.
Đó. I need mana thì bơm mana. Thù quá chị dơ ở đây nè. Chết liền, sao mà sống nổi. Đúng không? Úi, Izo không có đây. Y nó đây nè. Fist of Heaven nó mấy cái coi. Ông này là đệ tử chặt thôi. Này đệ tử chặt thôi. Ông đệ tử mạnh. Rồi ok, Mephisto Brand. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái cổng cuối cùng vào Uber Tristram. Vào đây là đệ tử. Đừng chết nha ba. Đây qua đây. Right. Không nó. Các bạn có thể bật cái Aura Salvation lên nha các bạn. Đó, kháng phép đầy đủ luôn nè, khỏi sẽ chết luôn nè. Mấy con xương nó bị Aura đẩy ra các bạn. Aura gì quên mất tiêu rồi. Aura có đệ tử á. Cái Aura Sanctuary đẩy ra. Ok. Bây giờ mình sẽ đi đánh bèo trước nha. Đánh bèo trước. Hello. Mai không thấy bèo, thấy rồi. Đi đây. Ok. Nó. Không phải chiêu này mà là chiêu này. Gõ nó đi tử ơi. Rất là đau. Ok. Đi nhanh vậy. What the. Chu chu chu. You Fist of Heaven không đánh chồng được. Nhưng mà đánh quái được nha các bạn. Giảm nhốt cả hả. Thôi gõ nó đi. Nãy giờ dẫn hoài đúng không? Ok, chết rồi. Dọn quái thôi. Ủa, rất lạ luôn các bạn. Rất lạ luôn. Rồi đánh mấy cái sườn gì vậy ba? 20-16 Necro. Ok. Và đó là cách build cho Fist of Heaven. Các bạn có thấy cách build này có thể trở thành meta mới trong cái mùa ladder sắp tới hay không? Các bạn có thể để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.